tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 là hung hay cát phúc hay họa giàu hay nghèo làm sao để nhận biết được những khó khăn làm sao để vượt qua được những trở ngại làm sao để đốn nhiều vận may và làm sao để nắm bắt được thời cơ cơ hội đến với mình Hôm nay, mình được tử vi rất vui khi gặp lại quý anh chị tuổi Giáp Tý trong chuyên mục tử vi 12 con giáp. Chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý anh chị tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 về vận trình chi tiết tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tháng vượt qua bao nhiêu trở ngại tự tạo vận may, nắm bắt thời cơ, đổi đời hưng vượng, niềm vui sẽ đến, tiền bạc đầy tay. Vậy, cụ thể vận trình ra làm sao? Xin mời quý anh chị tuổi giáp tý cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tử vi tuổi giáp tý sinh năm 1984, tháng 2 âm lịch năm quý mão 2023 người tuổi giáp tý, sinh năm 1984, là tuổi con chuột, thuộc mệnh kim, hải trung kim, nghĩa là vàng dưới biển. Người tuổi giáp tý là những người làm việc rất chăm chỉ, cần cù, nhưng nhiều khi kết quả lại không được như ý muốn, đó có thể là do phương pháp làm việc chưa hiệu quả, hoặc may mắn chưa mỉm cười với họ. Nếu muốn công việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, và gặp nhiều may mắn hơn, thu về kết quả như ý, thì bản mệnh tuổi giáp tý nên xuất hành vào, giờ chẵn, ngày chẵn, tháng lẻ tổng quan tử vi tuổi giáp tý, sinh năm 1984. Từ khi còn nhỏ, cuộc sống của người tuổi giáp tý đã gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, bởi vậy khi lớn lên họ ý thức được ước mơ, hoài bão, và những dự định trong cuộc đời mình. Tuy phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng những người này chưa bao giờ chán nản, bỏ cuộc, họ xem gia đình là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh, giúp họ vươn tới thành công. Tuổi Giáp Tý là người thông minh, sắc sảo, ý chí hơn người, tuy nhiên vận may lại không mỉm cười với Giáp Tý, bởi vậy phải ngoài 40 tuổi những người này mới xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Giai đoạn này người tuổi Giáp Tý mới gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân, khó khăn sẽ gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, Giáp Tý giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng lại không biết chi tiêu hợp lý, bởi vậy đôi khi rơi vào cảnh thiếu thốn. Bước sang tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023, người tuổi giáp tý sinh năm 1984, sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong công việc, khi mà nguyện lệnh bước vào đất tuyệt, sự cạnh tranh khiến bạn không khỏi mệt mỏi, và căng thẳng, khó tìm được đường đi. Tiểu nhân xuất hiện, có thể sẽ tính kế, ngăn cản bản mệnh đạt được mong muốn của mình, càng nóng ruột, con giáp này càng dễ mắc sai lầm, có thể sẽ bỏ lỡ những cơ hội tốt. Đường tình duyên cũng bất ổn, đào hoa kém sắc, khó có thể đạt được nhân duyên như ý, các cặp đôi dễ này sinh mâu thuẫn, bất đồng từ những chuyện nhỏ nhặt. May mắn là tài lộc trong tháng này lại có được điểm sáng bất ngờ tuổi giáp tý, sinh năm 1984, có nguồn thu nhập chủ yếu đến từ nghề tay trái, hay những việc ngoài luồng. Người làm ăn, kinh doanh, cũng có một tháng khởi sắc. Trong tháng 2 âm lịch này, gặp thái tuế làm cho vận trình sức khỏe không tốt, đề phòng tai nạn xe cộ, sử dụng các đồ vật bằng kim loại, tay chân hay bị ngứa. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi giáp tý, sinh năm 1984, trong tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023 trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng 2 âm lịch năm quý mão 2023, nguyện lệnh lâm đất tiệt xuất hiện, gây ra những tác động không tích cực lên vận trình sự nghiệp của người tuổi giáp tý. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bạn tiến hành những kế hoạch lớn lao của mình, bởi có đầy dày khó khăn đang chờ đợi bạn ở phía trước, sự cạnh tranh gay gắt không chỉ đến từ đối thủ, mà còn đến từ ngay những người đồng nghiệp xung quanh bản mệnh không thể hiểu được suy nghĩ của đối phương vô tình gây họa cho đồng đội của mình họa tiểu nhân lớn cũng chính là từ đó nếu không tỉnh táo để giữ an toàn cho mình thì sẽ bị hãm hại lúc nào chẳng hay bạn cũng đừng quá tin tưởng người khác nhanh chóng cần thời gian để thử thách lòng người thời điểm này dù làm bất cứ việc gì cũng cần phải thận trọng chớ nên nóng vội hấp tấp mà mắc phải sai lầm tự mình tụt hố chứ chưa cần tiểu nhân ra tay từ nửa cuối tháng trở đi có tướng tinh xuất hiện, vốn là một cát tình chủ nắm quyền lực, tướng tinh văn võ đều tốt trọng lộc quyền cao đầy đủ, người này tính cách quyết đoán, kiên quyết gặp nguy không hoàn. Tướng tinh chủ gặp hung hóa cát quyền lực đắc ý, kiệt xuất tượng trưng cho phúc khí, nắm quyền lực đại diện cho quan vị, chức tước. Sự nghiệp của Giáp Tý do tác động của tướng tinh nên có phần nở rộ, với người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984 cần biết. Đây là thời điểm cần nỗ lực hết mình vượt qua khó khăn để lấy được các thành quả xứng đáng hơn trong nghề nghiệp của mình cộng thêm trong mệnh có thần sát thanh long, thanh long nhập mệnh là đại cắt lập nghiệp mưu sự, công việc đều có người giúp đỡ. Về mặt tài vận, xem tử vi tháng 2 âm lịch năm quý mão 2023 cho thấy, người tuổi giáp tý sinh năm 1984, đang có được thiên tài trợ mệnh, nên đường tài lộc khá sáng, tuy nhiên đây là điểm báo tài lộc bất ngờ, dễ đến, mà cũng dễ đi, bạn cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng. Thái âm là các tinh xuất hiện cho thấy quý nhân trợ tài lộc cho bản mệnh trong tháng này, có thể là nữ mệnh, hãy chú ý cách cư xử của mình, để không khiến quý nhân Phật lòng bỏ đi. Thu nhập trong tháng này phần nhiều đến từ nghề tay trái, bạn hãy cân đối sắp xếp thời gian hợp lý, để không làm ảnh hưởng quá nhiều đến công việc chính của mình. Bản mệnh nên tận dụng những khoản tiền cuối tháng để tăng thêm thu nhập, có nhiều cơ hội để bạn phát huy năng lực của bản thân song ngoài may mắn thì con giáp này cũng cần phải chăm chỉ kiên trì nữa nỗ lực quyết tâm hơn nữa lấy tiền của người khác vốn chẳng dễ dàng chút nào điềm báo tử vi cho thấy con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ đặc biệt là nữ mạng có thể là được ai đó tặng quà hoặc được thưởng hoa hồng lợi tức thậm chí còn trúng số trúng thưởng người làm kinh doanh cũng có một tháng tài lộc rực rỡ, tháng 2 âm lịch này mang theo những tia nắng ấm, xua dần đám mây ảm đạm trong tháng riêng, con giáp này có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, lợi nhuận cũng tăng dần lên, bù đắp những thiệt hại về kinh tế trong khoảng thời gian trước đó nhé. Về mặt tình cảm Xem tử vi tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023 cho thấy, đường tình duyên của tuổi giáp tý sinh năm 1984, lại không có nhiều tín hiệu đáng mừng cục diện ngủ hành tứ hình xung tí ngọ mão dậu cảnh báo về những vết dạn nứt trong chuyện tình cảm đã xuất hiện từ lâu nhưng nay mới thực sự hiện hiện rõ ràng các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn từ những chuyện không đáng nói điều này có thể do bức xúc dồn nén lâu ngày nhưng không được giải quyết mà ra ngoài ra do áp lực công việc bản mệnh không có nhiều thời gian dành cho gia đình nên mối quan hệ giữa các thành viên cũng có phần lạnh nhạt dù những điều bạn làm là muốn tốt cho đối phương nhưng chưa chắc đã được đối phương chấp nhận bạn hãy dành thêm thời gian để tâm sự chia sẻ nỗi lòng, giúp mọi người có thể hiểu rõ thêm về suy nghĩ của bạn, đừng áp đặt mong muốn của mình lên người khác, làm vậy chỉ khiến hai người càng thêm xa nhau mà thôi. Về mặt sức khỏe về phương diện sức khỏe của người tuổi giáp tý, sinh năm 1984, trong tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023, không có gì đáng lo ngại cho lắm, Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần nhớ, phải giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, đừng âu sầu, ủ rũ, mà tự khiến cho mình mệt mỏi, căng thẳng. Theo tử vi tháng mới, thì người tuổi giáp tý sinh năm 1984 gặp thái tuế, được xem là một hung tinh ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của mình. Trong tháng có điểm báo gặp họa huyết quang, đề phòng tai nạn, hay các vấn đề khác liên quan đến tâm trạng, ví dụ như bị stress hay đau đầu thường xuyên, vân vân. Tử vi dự báo tháng này tuổi giáp tý, sinh năm 1984, có điểm xấu với thai phụ, cho nên cần hết sức cẩn trọng, đặc biệt là khi di chuyển, và đi lại. Mỗi người đều tin rằng vận may, tài lộc là cái số. Nhưng nếu chỉ cần thay đổi một chút thôi là cũng có thể may mắn sẽ đến với bạn. Đơn giản như chiếc ví, một vật dụng luôn đồng hành cùng bạn mọi lúc mọi nơi và chứa đựng rất nhiều thứ quan trọng. Vậy muốn chiếc ví thu hút được nhiều tiền, bạn nên thực hiện một vài mẹo dưới đây để tiền tràn về như nước nhé. 1. Để tiền ở tất cả các ngăn trong ví. Tránh các ngăn trong ví trống rỗng làm tiêu tán tài lộc thì bạn nên luôn luôn để tiền trong ví dù nhiều hay ít nhé. Điều này sẽ đồng nghĩa với việc tiền bạc và tài lộc của bạn ngày một gia tăng lên. Ngoài ra, đồng tiền xu cất trong ví cũng là một cách thu hút tiền tài đó. Vì tiền xu mang năng lượng kim có tác dụng thu hút nguồn năng lực cho ví tiền rất tốt. 2. Mệnh gì mang theo đấy? Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin bỏ gì vào ví theo mệnh để mang lại tài lộc thu hút tiền tài? thật tuyệt vời phải không nào mệnh mộc mang theo muối những người mệnh mộc thì nên bỏ muối trắng vào trong ví như thế sẽ giúp việc dưỡng mệnh rất tốt từ đó tiền tài sẽ tự nhiên chui vào ví bạn có thể bỏ muối vào giấy bạc hoặc túi ni lông nhỏ bịt kín khí rồi cất vào bất kỳ ngăn nào của chiếc ví vậy là bạn đã mang trong mình lá bùa cực kỳ hiệu nghiệm rồi đấy mệnh kim mang theo đất hãy cho một ít đất vào ví sẽ giúp vượng phát cho người mang mệnh kim thúc đẩy sự hưng vượng phát tài lộc mệnh thủy mang theo bạc Chắc hẳn các bạn mệnh Thủy đang thắc mắc mệnh Thủy bỏ gì vào ví để tăng tài lộc may mắn phải không nào? Bạn có biết những vật phẩm làm bằng bạc là tượng trưng cho mệnh Kim, bởi Thủy sinh Kim nên mang theo bạc bên người sẽ giúp ích cho những người mệnh Thủy. Mệnh Hỏa mang theo gỗ, nên lấy gỗ từ cây đang sống là tốt nhất bỏ vào ví sẽ làm cho người mệnh Hỏa thêm vững chãi, may mắn. Mệnh Thổ mang theo bật lửa hoặc bao diêm không chỉ tăng may mắn về tiền bạc, mang theo lửa hoặc diêm còn giúp bạn tăng may mắn về đường tình duyên nên nếu là người mệnh thổ, nhớ mang vật này trong ví đấy nhé. 3. Không dùng ví đã qua sử dụng. Bạn không nên dùng ví đã qua sử dụng bởi vì năng lượng từ người chủ cũ nằm ở trong ví sẽ ảnh hưởng tới bạn khi bạn bắt đầu sử dụng nó. Bạn sẽ không thể biết dòng năng lượng đó là tốt hay xấu cho mình, vì vậy tốt nhất là nên mua một chiếc ví mới hợp mệnh với mình nhé. 4. Tránh mang ví cũ đem cho nên giữ ví luôn gọn gàng sạch sẽ, nếu ví bị bẩn hoặc hỏng thì nên thay ví mới ngay, nhưng không được cho đi chiếc ví cũ của mình. Nếu bạn cho nó đi, tiền tài của bạn cũng theo đó mà bị giảm sút. 5. Mang đồng xu cổ lấy may. Để thu hút may mắn về tiền bạc hãy sâu một chuỗi ba đồng xu thời cổ vào một sợi duy băng đỏ và đặt chúng vào ngăn trong ví của mình nhé. 6. Sắp xếp lại ví gọn gàng. Đối với những người luôn tôn trọng và đánh giá cao tiền bạc, họ sẽ sắp xếp tiền và những giấy tờ cần thiết trong ví một cách gọn gàng và ngăn nắp. Hãy vuốt phẳng và sắp xếp những tấm các visit hay các giấy tờ quan trọng ở vị trí thẳng trước khi bỏ chúng vào ví bởi chúng sẽ ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ về năng lượng giữa bạn, chiếc ví và tiền bạc đấy. Tốt hơn hết bạn nên chọn mua một chiếc ví có nhiều ngăn để sắp xếp tiền bạc và giấy tờ riêng ra từng ngăn, rất tiện lợi, rất khoa học đúng không nào? 7. Tôn trọng ví không nên đặt ví trên sàn nhà, đặc biệt là trên sàn nhà vệ sinh hoặc vứt lung tung mọi nơi trong nhà. Hóa đơn thanh toán hay những giấy tờ không cần thiết, không còn giá trị sử dụng bạn nên loại bỏ ngay và chỉ được giữ lại những giấy tờ cần thiết thôi nhé. 8. Màu sắc ví ảnh hưởng tới tiền tài. Mệnh Kim hãy chọn cho mình những chiếc ví có màu vàng hoặc màu trắng và né tránh những chiếc ví có màu hồng, đỏ nhé. Mệnh Mộc một chiếc ví có tông màu xanh, xanh đen hay màu đen cũng giúp người mệnh Mộc thu hút tài lộc hơn những người mang mệnh này nên kiêng màu trắng bởi màu trắng là màu tương khắc sẽ làm hao hụt tài lộc đó mệnh thủy màu đen là màu tượng trưng cho mệnh thủy và may mắn sẽ đến với bạn khi sở hữu cho mình một chiếc ví màu đen đúng cách tương khắc với mệnh thủy là màu vàng vàng đất nên hãy tránh xa những màu này ngay mệnh hỏa tiền vào như nước với những ai mệnh hỏa lựa chọn chiếc ví có màu xanh hồng đỏ và nếu không muốn đen cả năm thì không nên dùng ví màu đen nhé Mệnh thổ, đỏ, hồng, vàng, vàng đất chính là màu bản mệnh của những người mệnh thổ. Vậy những chiếc ví màu xanh có đẹp đến mấy cũng không được lựa chọn nha. 9. Không để ảnh người khác trong ví. Chúng ta hay có thói quen để ảnh một ai đó trong ví nhưng điều đó vô hình chung đã làm khả năng thu hút tiền của chúng ta bị ảnh hưởng. Khi để hình người nào đó trong ví, họ sẽ tác động đến nguồn năng lượng và vận khí của chúng ta, rất khó để biết họ có tốt về đường tiền tài hay không. Vì vậy, hãy đừng để ảnh của bất cứ ai trong ví để tránh ảnh hưởng đến khả năng thu hút tiền tài của bản thân nhé. 10. Tránh để hóa đơn hoặc những khoản bạn đã chi trả trong ví tiền. Thỉnh thoảng khi mở ví ra chúng ta cũng hay bất ngờ vì sao lại có nhiều hóa đơn trong ví như vậy, tại sao mới rút tiền mà không thấy đâu nữa nhỉ, hao hụt chăng. Thật ra để hóa đơn trong ví là một việc kiêng kỵ mà bạn cần phải chú ý vì như vậy sẽ làm giảm khả năng thu hút tài lộc của ví. Đơn giản như tài lộc làm sao đến khi lại có yếu tố hao mòn trong ví, các luân xa sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Hạn chế cho hóa đơn vào ví sẽ là một quyết định đúng đắn nhất định sẽ không làm bạn thất vọng. 11. Kích thước của ví cũng ảnh hưởng đến khả năng thu hút tài lộc. Bạn có thể chọn những chiếc ví gấp hoặc ví thẳng phù hợp với nên chọn những chiếc ví có thể chứa được tờ tiền có mệnh giá cao nhất. Nên chọn những chiếc ví vừa vặn đối với những chiếc ví quá nhỏ sẽ gây bất tiện cho việc lấy tiền và cất tiền. Không những vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu hút tài lộc của chiếc ví nữa nhé. Vâng, quý anh chị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video. Chúc quý anh chị đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo